Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Kính thưa quý vị, kể từ đầu mùa chay này, hàng tháng Tin Vui Media sẽ có chuyên mục giải đáp mục vụ để giải đáp những thắc mắc của quý vị về các vấn đề liên quan đến giáo luật, giáo hội, phụ vụ, v.v. Và trong chương trình hôm nay, Tin Vui Media rất hân hạnh được giới thiệu Linh Mục Giuse Phạm Quốc Văn, dòng Đa Minh, Phó Giám đốc Học viện Liên dòng Nam tại Việt Nam. Qua cuộc trò chuyện với đặc phái viên Nguyễn Tuấn Dũng, cha Giuse Phạm Quốc Văn đã giúp giải đáp những câu hỏi liên quan đến mùa chay mà Tin Vui Media đã nhận được trong tháng qua. Kính thưa quý vị và các bạn, mùa chay là mùa đặc biệt trong năm, là cơ hội để chúng ta ăn năn, sám hối, nhìn nhận tội lỗi của mình để quay về với Thiên Chúa. Và mùa chay cũng là khởi đầu để chuẩn bị tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Với ý nghĩa quan trọng như thế này, liệu người Công giáo chúng ta có biết mùa chay xuất phát từ đâu và khi nào đã trở thành luật của giáo hội? Nhất là việc giữ chay kiêng thịt làm thế nào để cho đúng. Để hiểu rõ hơn về những vấn đề này, xin mời quý vị và các bạn đến với chúng tôi trao đổi với cha Giuse Phạm Quốc Văn, Phó Giám đốc Học viện Liên dòng Nam. Thưa cha, thì mùa chay dường như đã quá quen thuộc với người Công giáo chúng ta, nhưng mà những người tín hữu thì liệu họ có hiểu rõ về nguồn gốc xuất phát của mùa chay từ đâu thì cha con nghĩ là chắc rất nhiều người ta cũng chưa biết. Đặc biệt đó là và khi nào nó trở thành luật định của giáo hội, thưa cha. Xin chào anh Tuấn Dũng, chào tất cả quý khán thính giả. Tôi rất vui được chia sẻ những cái thắc mắc về đời sống đức tin của anh chị em giáo dân chúng ta. Thiết tưởng những câu hỏi nó rất là căn bản nhưng mà cũng là rất gần gũi, rất cần thiết cho đời sống đức tin. Với câu hỏi của anh mới nêu ra thì tôi nghĩ trở về lịch sử một chút thì ta có thể dễ dàng nắm được mùa chay có từ bao giờ. Trước hết về cái tinh thần của mùa chay thì chúng ta biết là có thể nói có từ trong lịch sử cứu độ, từ trong Cựu Ước rồi. Các ngôn sứ cũng mời gọi sống cái tinh thần chay tịnh. Chẳng hạn ta đọc Isaiah, chúng ta thấy là ngôn ngữ của ngôn sứ rất là mạnh mẽ. Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Đó là rước vào nhà những kẻ không có chỗ nương thân, hãy cho người không có áo có áo mặc, hãy chia cơm cho người đói, vân vân. Cái tinh thần của mùa chay thì chắc chắn là chúng ta biết là Thiên Chúa đã đặt để từ rất sâu xa. Còn nói về mùa chay theo đúng nghĩa như Hội Thánh ngày hôm nay dạy chúng ta đó, thì thế kỷ thứ nhất giáo hội sơ khai chưa biết mùa chay. Tại vì chúng ta biết cái mầu nhiệm lớn giáo hội cử hành trở thành như là sức sống của Hội Thánh, đó chính là biến cố phục sinh. Và có thể nói là Chúa Nhật nào cũng là Chúa Nhật phục sinh hết, chứ không có mùa chay. Cho nên suốt thế kỷ đầu tiên giáo hội sống cái tinh thần đó rất là mạnh mẽ. Nhưng mà tới thế kỷ thứ hai thì người ta thấy xuất hiện một ngày lễ để mà gọi là đại lễ phục sinh. Dĩ nhiên Chúa Nhật nào cũng là lễ phục sinh rồi, nhưng mà đến Chúa Nhật, đến cái thế kỷ thứ hai đó thì người ta chuẩn bị cái đó kỹ hơn. Và đó là chúng ta thấy là xuất hiện ba cái ngày thánh, ta gọi là Tam Nhật đó. Phải không nào? Thứ năm tuần thánh, thứ sáu tuần thánh và thứ bảy vọng phục sinh, cái thế kỷ thứ hai. Và tùy theo vùng miền mà người ta phải chuẩn bị ngày lễ đó, có khi là cả một cái chuỗi ngày chay tịnh để mà chuẩn bị lễ cho nó sốt sắng. Tới thế kỷ thứ ba đó thì ở bên Alexandria, người ta thấy là người giáo dân họ ăn chay suốt thời gian dài, và nếu không được thì tối thiểu là 40 giờ trước khi cử hành thánh lễ. Thế họ muốn sống lại cái 40 ngày của Chúa Giêsu ở trong hoàng địa. Đấy, cái ý nghĩa, hay là nếu có thể nói xa hơn là sống lại cái tâm tình của dân Chúa tới 40 năm trong sa mạc. Đấy, ở thế kỷ thứ 3. Ở bên Ai Cập đó thì người ta kéo dài 40 giờ chay tịnh để mà nhớ lại 40 ngày chay tịnh của Chúa. Đấy. Và mùa chay trở thành phổ biến trong Hội Thánh từ sau biến cố 313, tức là chiếu chỉ Milan, khi mà giáo hội được tự do thực hành tôn giáo thì
đời sống đạo lan tỏa các nơi, và cái tinh thần để sống tại lễ phục sinh mùa chay được lan rộng ra khắp nơi trên thế giới. Và chúng ta có thể lấy cái mốc rất là quan trọng, đó là Đức Giáo Hoàng Leo, ngài qua đời vào năm 461. Đức Giáo Hoàng Leo nhắc nhở con cái của mình trong hội thánh, đó là tất cả mọi người tín hữu phải chu toàn việc ăn chay 40 ngày theo luật định. Thì chúng ta thấy vào cuối thế kỷ thứ tư thì có giai đoạn đó xuất hiện cái luật ăn chay và có cái mùa chay, thì chúng ta thấy trong giáo hội ngày hôm nay. Thì đó là một chút cái lịch sử ngắn gọn như vậy về lịch sử để anh chị em tín hữu của chúng ta dễ nắm hơn mùa chay có từ bao giờ. Dạ, cảm ơn cha. Con cảm ơn cha rất là nhiều ạ. Như cha chia sẻ thì tinh thần của mùa chay nó từ Cựu Ước cơ. Vậy ý nghĩa chính của mùa chay là gì thưa cha? Thưa mình thấy khi nói mùa chay đôi khi người ta cảm thấy người ta sợ. Yeah. Nó có cái gì đó, nó ảm đạm. Yeah. Tôi nhìn trên bàn thờ không có cái hoa gì hết. Yeah, đúng rồi. Các cha mặc đồ tím lịm giống như áo đồ tang vậy. Yeah. Có cái vẻ bầu khí nó ảm đạm. Mà thực ra nếu ta hiểu ta sống thì ta thấy đối bản thân tôi đó, mùa chay tôi thích lắm. Yeah. Nếu mình lưu ý một cách rất tự nhiên thôi đó, mùa chay nó diễn ra vào mùa xuân. Mùa chay thường diễn ra vào mùa xuân. Và mùa xuân là mùa đẹp lắm chứ không phải mùa xấu. Và một cái hình ảnh nhất là người Việt chúng ta ai cũng biết, mùa xuân mà trong nhà không có một cành mai thì không phải mùa xuân, đúng dạ, không? Đúng rồi, dạ đúng ạ. À, mà để có một cái cành mai đẹp, ông thấy là người ta phải bứt lá hết. Nó trụi hết không còn cái gì cả. Và cái cây mai, thương cái cây mai vô cùng, nó khẳng khiu không còn cái gì. Nhưng mà để xem coi, đến mùa xuân, sau những cái ngày bứt lá thì nó cho ta một cái cành mai vàng rất đẹp. Đẹp. Cho nên tôi thích gọi mùa chay là mùa xuân của tâm hồn. Yeah. Cái mùa mà người Kitô hữu được mời gọi một cách rất đặc biệt để sám hối, để làm mới lại tâm hồn của mình, để mà sống cái mầu nhiệm tử nạn phục sinh của Chúa Giêsu. Và nếu nói một cách ngắn gọn hơn nữa, mùa chay là thời gian rất đặc biệt để tập luyện và chiến đấu thiêng liêng, và để sống mầu nhiệm đón nhận hay là mừng mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu. Khi Chúa phục sinh thì chúng ta cũng phục sinh. Dạ, chúng ta cảm ơn cha. Và như cha vừa chia sẻ đó, mùa chay thường người ta nghĩ đến cái việc là ăn chay sám hối. Và nhắc tới cái việc ăn chay thì con xin phép hỏi cha là tại sao giáo hội Công giáo mình lại mời gọi ăn chay vào mùa chay mà không phải là mời người khác phục vụ trong năm? Cha chia sẻ. Cảm ơn câu hỏi của anh rất là lý thú, bởi vì tôi nghĩ là mình cứ hay nghĩ mùa chay mới ăn chay, mà thực ra ai cấm anh ăn chay suốt năm nhỉ? À, nếu mà anh xuất sáng anh ăn chay suốt các ngày thứ sáu thì đâu có ai cấm, điều đó tốt đấy chứ. Mà tôi biết là không phải chỉ những người theo Phật giáo đâu. Yeah. Nhiều người Công giáo của chúng ta họ ăn chay trường đấy. Yeah. Ăn chay trường à, họ không có ăn cá ăn thịt gì suốt cả năm như vậy thì tôi nghĩ cũng là tốt. Có nhiều người bảo như thế thì lạc đạo mất rồi, như vậy là ông ấy sống đạo Phật mất rồi, không có đâu. Cái tinh thần đó tốt chứ. Yeah. Thế nhưng mà tôi thích giải thích cái hình ảnh bằng một cái câu, chẳng hạn người Việt chúng ta quen cái câu thơ này này: thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh trưng xanh. Nói với nhau câu thơ ấy thì biết là Tết nó về rồi. Dạ, mùa xuân rồi. Thế như vậy thì tôi hỏi ông là có phải chăng là cứ mùa xuân thì mình mới có thể ăn bánh trưng bánh tét không? Lúc nào em muốn ăn bánh trưng thì chẳng được, phải chờ mùa xuân, phải không? Nhưng mà cái bánh mùa xuân mà ăn bánh trưng nó làm thành một cái nét của mùa xuân. Và việc chúng ta biết là ăn chay kiêng thịt, nó là một trong những cái nét rất đặc thù trong truyền thống Kitô giáo. Yeah. Khi nói đến mùa chay, thực ra không phải chỉ có ăn chay đâu, mà có ba việc làm căn bản của mùa chay: một là cầu nguyện, hai là ăn chay, và ba là, tôi không thích lắm cái chữ bổ bố thí, ba là mình chia sẻ cho anh chị em nghèo. Và như vậy thì mùa chay là mùa mà giáo hội mời gọi chúng ta sống với tinh thần cầu nguyện, hy sinh sám hối và liên đới với tha nhân một cách đặc biệt hơn những ngày khác. Và bởi vì đó là cái mùa mà chúng ta nói chúng tôi hồi nãy đó là mùa xuân của tâm hồn. Chúng ta sống cái đó một cách mạnh mẽ hơn. Và dĩ nhiên thì không phải chúng ta chỉ có cầu nguyện, chỉ có ăn chay và chỉ có liên đới với người nghèo sau 40 ngày mùa chay là hết, không có đâu. Nó phải là cả đời sống người Kitô hữu chúng ta. Nhưng nhắc đến cái việc mà kiêng thịt, có một cái câu hỏi tưởng chừng như khá đơn giản nhưng mà cũng là khóc búa con nghĩ đối với nhiều người. Đó là tại sao chúng ta giáo hội buộc là kiêng thịt?
mà không phải là kiêng cá hay là những cái thứ khác nữa cha. Chúng ta quen cái kiểu nói ăn chay kiêng thịt rồi, trong ra đời mình cứ nghĩ ăn chay là phải kiêng thịt chứ còn không được kiêng cái khác. Hôm nay là ngày thứ 6 một chay, sau cái buổi nói chuyện của cha con mình thì tôi mời anh đi ăn nhà hàng, và đặc biệt là bảo đảm anh không phải ăn thịt đâu, tôi sẽ mời đi nhà hàng hải sản. Đồng ý không? Nếu mà đi nhà hàng hải sản thì có khi tôi tốn hơn là mời anh đi ăn chay ăn thịt đi chứ. Cũng có khi ngon hơn, bởi vì ngày nay mà ăn thịt riết tao không ăn được. Chúng ta thấy là hiểu được cái tinh thần của ăn chay đó. Tinh thần của ăn chay thực ra thì không phải chỉ là kiêng thịt đâu, mà ta hiểu cái tinh thần của chay tịnh thì phải là kiêng tất cả những cái gì nó làm cho đời sống của chúng ta cảm như là hưởng thụ, như là dễ dãi đấy, chấp nhận bứt những cái lá mài để cho cái cây nó trở nên khẳng khiu một chút, để mà có thể thu tích được cái lực thiêng liêng mới có thể sinh những hoa trái thiêng liêng được. Cho nên ngay cả những cái hãm dẹp, ví dụ bây giờ ngày thường thì tôi buổi sáng một ly cà phê sữa và một điếu thuốc lá, thế bây giờ tôi ăn chay theo cái nghĩa là hy sinh một chút một chay. Sáng đó tôi chỉ uống một ly cà phê đen và tôi kiêng thuốc, tôi dư được 2.000 tôi bỏ heo, và rồi hết mùa chay thì tôi có một cái số nho nhỏ tôi cho người nghèo để chia sẻ. Thì không có nghĩa là phải chỉ là kiêng thịt, mà nó là cái tinh thần chay tịnh. Thực ra thì luật phải có những cái gì đó mang cái tính cách gọi là luật, mà phải cụ thể, ăn chay phải kiêng thịt. Đấy, như chúng ta biết là giáo hội ăn chay kiêng thịt có luật hẳn hoa, chứ còn không phải bây giờ nói vậy chung chung. Có thời là người ta cấm cả ăn cá cơ, rồi cấm cả những cái chẳng hạn như là format sản phẩm từ sữa cũng bị cấm đó. Để có cái gì đó nó là cụ thể, và nhất là người giáo dân của chúng ta thì cứ phải cụ thể, chứ còn cứ nói cái tinh thần thì nó mông lung lắm. Rất nhiều người người ta có một số thắc mắc, người ta mông lung lắm. Người ta nói rằng ủa tại sao người Kitô hữu chúng ta ăn chay là kiêng thịt, khác với hoàn toàn cái tinh thần của những người bên Phật giáo là ăn chay chỉ toàn ăn thực vật thôi. Thì thưa cha, nhân cơ hội lần này thì cha chia sẻ cho khán giả được biết là tinh thần của việc ăn chay của Kitô giáo nó khác với tinh thần của việc ăn chay của Phật giáo như thế nào thưa cha. Ngày hôm nay nếu mà không cần phải suy nghĩ tìm cái tương quan khác biệt giữa Kitô giáo và Phật giáo đâu, mà ta cứ nói trong đời thường đó. Như mà bản thân tôi thì tôi cũng muốn ăn chay lắm. Khi mà mình cứ cảm thấy mỗi ngày mình lên cân mà nó cứ lên trọng tăng trọng là thế rồi, phải ăn chay rồi. Cố gắng ăn rau ăn gì đó, chứ còn nó mà lên trọng tăng trọng nữa không làm việc được. Đấy. Có những người ăn chay mà hoàn toàn với một lý do rất tự nhiên thế thôi, để giảm cân. Để nhất là các cô thì sợ mình xấu. Thế cái ăn chay đó nó không hề có tính cách tôn giáo gì cả. Và như vậy thì chúng ta thấy cái động lực ăn chay nó quan trọng. Vì muốn đẹp, các người mẫu muốn đẹp, họ sẵn sàng ăn chay. Ăn mỗi ngày theo những cái thức ăn, theo cái khẩu phần rất là nhiệm nhặt. Vậy mà cái động lực của họ không phải về động lực niềm tin. Mà ngay cả những người sống niềm tin, ta thấy như là Phật giáo hay là Hồi giáo hay Kitô giáo, như chúng ta đã thấy là cái tinh thần hay cái việc ăn chay nó có ở trong truyền thống của nhiều tôn giáo khác nhau, chứ không phải chỉ của Công giáo chúng ta. Mà như tôi đã nói hồi nãy, cái tinh thần của Công giáo mùa chay chúng ta sống cái gọi là tâm tình sám hối đó, và nhất là chúng ta cùng đi vào, cùng thông hiệp với mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Trong khi đó những tôn giáo khác thì chắc chắn là họ không cùng niềm tin với chúng ta rồi. Phật giáo thì chúng ta thấy là họ ăn chay trường chẳng hạn, tức là họ ăn không ăn mặn, hiểu theo nghĩa không ăn mặn phải không ăn muối đâu, mà là họ không ăn những cái thức gì có máu sống, chẳng hạn như là thịt cá. Niềm tin hay là cái cách thức giữ chay của họ đó là họ tin về kiếp luân hồi, cho tin kiếp luân hồi. Nếu cái kiếp này mà tôi sống cho đàng hoàng thì kiếp sau đầu thai tôi được làm người. Còn nếu cái kiếp này tôi ở ác, tôi sát sanh đó, thì có thể kiếp sau tôi biến thành một cái con thú nào đó. Và biết đâu hôm nay tôi ăn con gà thì con gà đó kiếp trước lại là bố tôi. Cho nên cái cấm sát sanh là một trong những cái điều mà chúng ta thấy từ cái tư tưởng về luân hồi của Phật giáo. Và họ giữ cái tinh thần chay tịnh. Và nhất là chúng ta thấy một cái điều cũng rất là nhân bản thôi. Ngoài cái chuyện mà gọi là cấm sát sanh, hiểu thứ như kiếp luân hồi thì rất nhân bản. Mỗi sinh vật chúng ta nhìn đức tin,
Thiên Chúa tạo dựng thì Chúa ban cho nó sự sống, và sự sống nào thì cũng đáng trân quý, chứ không phải mình ăn con vịt con gà mình hành hạ nó. Người ta đem con khỉ mang nhốt ở dưới cái bàn vạt đầu đi, xong rồi vắt chanh vào ăn óc, thì tôi thấy ác quá, con người mình ác quá. Đấy, cái tinh thần đó không được. Thì tôi nói đến ý nghĩa của mùa chay của Phật giáo như vậy. Hay chúng ta có thể mở rộng một chút, ví dụ như tinh thần của anh em Hồi giáo. Chúng ta biết là người Hồi giáo họ ăn chay rất là nghiêm ngặt, diễn ra suốt tháng 9 theo lịch của Hồi giáo, ở trong cái dịp lễ Ramadan. Mà họ ăn chay tức là ăn chay suốt cả ngày, suốt một tháng như vậy. Nhưng mà cũng phải mở ngoặc để nói là không phải họ nhịn một tháng đâu. Chúa Giêsu nhịn 40 ngày, chứ còn họ không phải nhịn một tháng đâu. Họ ăn chay theo cái nghĩa là từ khi mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn. Có thể tạm nói là từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Và ăn chay ở đây không chỉ là kiêng ăn, mà kiêng uống, kiêng cả những sinh hoạt tình dục vợ chồng, kiêng hết. Bởi vì họ quan niệm rằng những cái điều đó là bất xứng trước Đấng Allah. Bất xứng. Đấy. Nhưng mà về đêm thì họ không phải giữ chay nữa. Thì như vậy chúng ta thấy được rằng tốt nhất chúng ta tìm hiểu cái sự khác biệt về việc chay tịnh, cái cách thức giữ chay của các tôn giáo khác nhau. Nhưng mà chúng ta không so sánh được đâu, bởi vì nó khác biệt về ý nghĩa và cái động lực thúc đẩy. Không so sánh được, chúng ta hiểu một chút như vậy. Dạ. Ăn chay theo người Công giáo của mình như thế nào là cho đúng thưa cha? Chắc có lẽ tôi khởi đi từ chính những gì quy định căn bản nhất của giáo luật. Dạ. Thì chúng ta sẽ nắm rõ được những gì giáo hội quy định, rồi những gì mình sống theo cái quy định đó thì nó có được đúng chưa, và có thể có được phép du di như thế nào không. Yeah. Trong những hoàn cảnh không ăn chay được thì sao, vân vân. Yeah, yeah. Có thể nó sẽ liên quan như vậy. Trước hết về cái tuổi ăn chay đó, chúng ta biết giáo luật quy định ở điều 1252 của Bộ Giáo luật hiện hành, thì tuổi ăn chay đó là từ 18 tuổi trọn, từ 18 tuổi trọn cho đến hết 59 tuổi, tức là bước vào tuổi 60 thì khỏi ăn chay. Mà là 18 tuổi trọn nha. Tôi sinh ngày 23 tháng 9 năm 2016 thì phải 23 tháng 9 2017 tôi mới đủ 1 tuổi trọn. Theo luật là hiểu tuổi trọn, hiểu là từ 18, nếu nói cho nó ngắn gọn là từ 18 tới 60. Yeah. Đó là tuổi ăn chay. Nhưng mà tuổi kiêng thịt thì lại khác. Giáo hội quy định rất rõ, cái tuổi ăn chay là một chuyện, tuổi kiêng thịt là một chuyện khác. Tuổi kiêng thịt thì điều 1215 quy định những người đủ 14 tuổi trọn phải kiêng thịt, mà lại không nói là kiêng thịt cho đến mấy tuổi, chỉ nói là 14 tuổi trọn phải kiêng thịt. Thì ta có thể hiểu là như vậy thì kiêng thịt suốt đời. Giữ cái luật kiêng thịt suốt đời. Nhưng mà nếu vậy thì làm sao đây? Thực ra một năm giáo hội quy định cho tới ngày hôm nay nó ít lắm, không có mấy ngày cả. Ví dụ như bây giờ mình nói một cách chung chung thì giáo hội chọn ngày thứ 6 làm cái ngày gọi là ngày đền tội cho giáo hội Hoàn Vũ, theo giáo luật 1250 chọn ngày thứ 6, tức là cái ngày thứ 6 thì không phải ăn chay nhưng mà kiêng thịt để tỏ lòng sám hối, rồi một đi vào thông hiệp với mầu nhiệm tử nạn của Chúa Giêsu ngày thứ 6. Nhưng mà chúng ta biết mà gọi là luật ăn chay mà ngặt đó, thì bây giờ chỉ còn có 2 ngày thôi, thứ tư lễ tro và thứ 6 tuần thánh. Đấy, chỉ có 2 ngày. Đối với giáo hội Việt Nam thì chúng ta biết là ở Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa họp tháng 4 năm 1991 thì Hội đồng Giám mục quy định là cái việc kiêng thịt của ngày thứ 6 trong năm đó có thể được thay đổi hay là có thể được thay thế bằng một cái việc làm khác. Hôm nay nhà có đám cưới mà không chọn nghề nào khác được mà kiêng thịt thì bắt họ làm chay thì sao làm. Thì thôi cứ ăn thịt đi. Tối về để đọc 50 kinh bổ. Thế thì đấy là một cái việc có thể làm lại, hay là để chia sẻ cho một người nghèo một cái tinh thần bác ái, có thể thay thế cái việc chay tịnh là cái việc kiêng thịt ngày thứ 6. Nhưng mà nếu mà chúng ta mở ra một chút, chẳng hạn đối với ở bên Hoa Kỳ đó thì cái luật này nó rộng lắm. Nó rộng lắm, nó thoáng lắm. Chẳng hạn như Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ quy định là giáo dân không phải kiêng thịt các ngày thứ 6 trong năm. Thoáng như vậy. Họ chỉ buộc kiêng thịt thứ tư lễ tro, bắt buộc thứ tư lễ tro ăn chay, bắt buộc kiêng thịt rồi, và kiêng thịt các ngày thứ 6 của mùa chay thôi. Các ngày thứ 6 của mùa chay thôi. Và chúng ta thấy, tôi đọc thấy cái điều này ở trong cái tờ báo North Texas Catholic tháng 2 ngày 24 tháng 2 năm 1995
thì cái thông tin chúng ta thấy là đối với hội đồng giống Việt, hội đồng Mỹ đó thì nó khá rộng, khá thoáng. Và cũng chính hội đồng giám mục Mỹ quy định là người giáo dân khi mà kẹt cái việc gì đó thì không cần phải đến xin đức cha hay là xin cha xứ chuẩn cho con cái việc ăn chay. Hôm nay kẹt mà hoàn cảnh không được thì anh có thể nói một cách là anh có thể quyền tự chuẩn cho mình. Yeah. Tôi tự chuẩn cho tôi hôm nay tôi không phải ăn chay kiêng thịt. Và tôi với hội giám mục khuyên là chọn một cái ngày khác bù vào và tham dự thánh lễ. Như vậy là rất là thoáng về cái tinh thần. Tôi vẫn nhắc lại ở đây là cái tinh thần chay tịnh hơn là sống cái chữ đen. Đã. Hãy xé lòng chứ đừng xé áo các người. Dạ. Xé lòng chứ đừng xé áo. Hỏi vậy thì các bạn hỏi tôi là ăn chay thế nào cho đúng? Thì ở đây theo luật dạy, nếu mà ăn chay cho đúng thì cứ đủ 18 tuổi cho đến 60 tuổi. Bạn chưa đủ 18 tuổi ăn chay chưa đúng đâu. Dạ, vâng. Nói như vậy không có nghĩa là ta không thể ăn chay sớm hơn. Dạ. Ngay cả những nhà trẻ em chưa tới 14 tuổi thì cũng tập cho các em một chút tinh thần từ bỏ và một chút cái tinh thần gọi là giữ chay hoặc kiêng thịt để giáo dục đời sống đức tin. Thì dạ, cái đó nó cũng quý. Dạ, còn vâng, đúng thì cứ giữ thành những gì của giáo luật. Dạ, vâng. Có một phụ huynh có chia sẻ là tại sao luật buộc ăn chay lại dành cho người 14 tuổi trở lên, và tại Mỹ thì các cháu tuổi teen cần ăn uống đầy đủ để có sức đi học, đến trường thì không có các món chay. Ừ. Chính vì vậy mà nếu mà không giữ chay thì có tội không thưa cha? Đây là câu hỏi nguyên văn mà con đọc thôi. Cảm ơn anh chuyển lại cái câu hỏi này. Và trước hết thì như tôi đã trả lời hồi nãy đó, tôi xin được xác định lại một chút. Nếu mà phụ huynh đã hỏi rằng tại sao bắt các cháu ăn chay ở tuổi 14 thì tội nghiệp các cháu thật, chưa đến tuổi ăn chay đâu. Dạ. Luật của giáo hội là 18 cơ mà. Dạ. Cho nên 14 thì không phải ăn chay đâu. Dạ. Nếu có chăng thì là kiêng thịt thôi. Kiêng thịt thôi, 14 tuổi trọ. Đấy, và ngay cả luật kiêng thịt thì tôi đã nói rồi. Ở Mỹ đâu có buộc kiêng thịt tất cả các ngày thứ sáu đâu. À. Yeah. Như tôi nói hồi nãy đó, chỉ có kiêng thịt vào ngày thứ sáu trong tuần, trong mùa chay thôi. Đấy, và nếu như ở trường họ không có được cái món chay mà phải ăn mặn thì thôi, hiểu cái tinh thần là ta có thể thay thế bằng một việc làm đạo đức khác thay thế. Yeah, yeah. Cái đấy là không có nói mà cái người giáo dân mình thực sự thì cũng hay giữ đạo hay sợ tội. Yeah. Mình không thấy cái gì nó khá hơn cái gì cứ sợ tội thế. Yeah. Nếu mà không có tội thì cái gì cũng làm tốt hết. Sợ yeah. tội. Thực ra thì nếu mà có ăn như cái trường hợp của phụ huynh hỏi đó thì tôi trả lời là không có tội. Yeah. Tâm hồn giữ đạo vì lòng yêu mến chứ không có phải vì tội. Yeah, vâng. Tinh thần. Dạ, yeah, con cảm ơn cha. Và nhắc đến một cái thực trạng ngày hôm nay, rất nhiều bạn trẻ hay là những người công nhân họ đi làm xa thì cái điều kiện của họ đến với các giáo xứ đôi khi cũng còn hạn chế. Thứ tư lễ cho, thường thì họ sẽ ngay ngày cái ngày làm việc thì họ sẽ ít hoặc là họ không đến đi nhà thờ được ở ngày đó. Hoặc là có một số trường hợp khác thì con có thấy từng thấy là họ không giữ được chay, và họ với một cái tinh thần họ cũng ăn năn như vậy. Tùy theo mỗi hoàn cảnh họ không giữ được, thì cha có chia sẻ nào với những khán giả đó hay không? Câu hỏi này tôi nghĩ rất thiết thực. Và ví dụ như trong tâm thức của người giáo dân Việt Nam chúng ta đó, tôi quan sát ở nhà thờ Đa Minh Ba Chuông, tôi thấy thế này. Cái ngày thứ tư lễ cho vừa rồi có thể nói là đông hơn cả ngày lễ Chủ nhật. Yeah. Cả hai thánh lễ buổi chiều không còn chỗ nào ngồi hết, ngồi hết ra hành lang, ngồi ra đường. Cái lòng đạo đức của người dân mình tốt lắm, tốt lắm. Nhưng mà vẫn còn một cái tâm thức là nếu không có đi lễ ngày thứ tư lễ cho là mắc tội trọng đấy. Yeah. Thực ra đây không có phải là mắc tội trọng. Nếu mà bạn không đi lễ được thì bạn không mắc tội trọng. Không phải lễ buộc nhưng là lễ trọng. Yeah. Đấy, những cái tâm thức vừa là lòng đạo đức thì có, nhưng mà cũng là một cái tâm thức sợ tội. Tâm thức sợ tội. Đấy. Thế nhưng mà để trả lời là nếu không giữ chay thì có tội hay không? Chúng ta nguyên tắc ta hiểu thế này. Những cái gì là quy định của Hội Thánh thì chúng ta phải giữ. Quy định của Hội Thánh. Một năm chỉ có 2 ngày thôi mà anh lý do này lý do kia anh không giữ được, và anh cố tình bỏ luật của Hội Thánh, thì tôi không nghĩ cái đấy là một thái độ đáng khuyến khích. Đáng là đấy. Nhưng mà nếu vì một lý do công ăn việc làm đến độ mà ta quên, thực sự theo ngày tôi quên hôm nay Chủ nhật, hôm nay là Chủ nhật và tôi quên, tôi cứ nghĩ là mai mới Chủ nhật cơ, thì hỏi rằng sáng mai giật mình dậy rồi tôi đi lễ nhưng mà cuối cùng thì hóa ra thứ hai mất rồi, thì tôi có phạm tội bỏ ngày lễ Chủ nhật không? Thưa không, bởi vì tôi quên mà. Tôi không có ý bỏ Chủ nhật. Anh quên, anh không giữ chay thì thôi, nó khác. Còn anh bảo là ôi bỏ hết đi, thì thái độ đó thì chắc là không phải là thái độ đúng đắn của người sống đức tin Kitô giáo. Dạ vâng. À.
phần đối lập với cái hình ảnh mà cái việc là có một số người thì họ vì hoàn cảnh nào đó thì họ không giữ được, nhưng hôm nay có một số người lại con tạm gọi là đạo đức bình dân, nay họ cứ giữ chay suốt, giữ chay kiêng thịt luôn, ngay cả thứ tư thứ sáu hàng ngày hàng tuần như vậy, thì cha thấy điều này cha có chia sẻ gì không ạ? Điều đó có cha có khuyến khích hay không, giáo hội có khuyến khích hay không đi cha? Tôi thấy có một cuộc tranh luận của hai chị em của một gia đình, và người em đến thưa và bảo thưa cha là nhà con và chị gái bà ấy bị lạc đạo rồi chẳng. Sao mà cái gì lạc đạo? Giáo hội mình chỉ có buộc ăn chay kiêng thịt một năm có hai lần thôi, mà chị con cứ thứ sáu là chị ăn chay kiêng thịt, và có thể nói là quanh năm như vậy, chị giống như ăn chay trường ấy, con nghĩ chị lạc đạo sang Phật giáo rồi. Tôi cười tôi bảo không có lạc đâu, thực sự một thói quen tốt lành thì tốt, tốt lắm, không có. Nếu như mà mình giữ được cái tinh thần đó, tôi nghĩ không có phải là cái gì lệch lạc. Giáo hội không có ép, không có bắt cái gì chúng ta quá đáng, nhưng mà những cái thánh thiện đạo đức nó không phải là cái lệch lạc ấy thì có lẽ cũng là điều khuyến khích. Mà thực sự chúng ta nhìn ở ngay cả góc độ về đời sống tự nhiên đó, ăn thịt nhiều đâu có tốt đâu. Dạ. Phải không? Ăn thịt nhiều đâu có tốt đâu. Và nếu kiêng được một tuần, một hai ngày như vậy thì tôi nghĩ cũng sức khỏe cũng tốt. Và nếu và kiêng không phải chỉ vì sức khỏe mà còn là một động lực tôn giáo nữa, sống cái tinh thần sám hối suốt cả đời sống và kết hợp với Chúa Kitô, thì tôi nghĩ cái đó đáng khuyến khích biết bao. Dạ vâng. Khuyến khích biết bao. Con cảm ơn cha. Nhân tâm tình mùi chay như thế này, cha có điều gì cha muốn nhắn gửi đến khán giả? Tôi rất vui được chia sẻ với khán thính giả trong cái buổi tạm gọi là buổi ra mắt những cái thao thức của anh chị em tín hữu. Điều trước hết tôi suy nghĩ và cũng là một cái cảm nhận đức tin, rất cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa vẫn thúc đẩy trong tâm hồn anh chị em chúng ta những cái khát vọng để sống đức tin một cách chân thành, một cách nồng nàn nhất. Những câu hỏi chúng ta chia sẻ với nhau có thể là nhiều người biết chứ không có gì mới cả, rất gần gũi nhưng mà rất là thiết thân với đời sống đức tin. Tôi thiết tưởng cái đó rất là quý. Và nếu phải gọi một lời chia sẻ hay nhắn gửi thêm với khán thính giả thì tôi không dám khuyên, không dám chia sẻ gì thêm đâu, nhưng mà tôi muốn chia sẻ cái cảm xúc của mình, chia sẻ cái cảm nhận đức tin của mình. Đối với tôi, mỗi năm khi mà vào mùa chay đó, phải nói là tôi rất thích, thực sự tôi rất thích khi mà cất lên một bài hát: con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Tôi cảm giác một cái lời mời sâu thẳm mà mình phải làm lại một cái bước chân, một cái hành trình có khi quá quá dài trong những cái vết trượt mà trước khi ta không có giờ để nhìn lại. Cần phải làm mới lại cái tương quan của ta với Chúa. Trở về, chúng ta trở về để mà cảm nhận được tình yêu của Chúa lớn là dường nào. Chúng ta có một người cha rất tuyệt vời, một Thiên Chúa rất tuyệt vời. Chỉ khi nào cảm nhận và sống như thế thì ta mới có thể hiểu được thế nào là mùa chay là mùa xuân. Và trong chúng ta ai cũng thích mùa xuân hết. Nếu có phải chia sẻ thì tôi xin ngắn gọn, chia sẻ ngắn gọn như vậy. Và xin chúc cho anh Dũng cũng như tất cả quý khán thính giả có một mùa chay thật là thánh thiện. Những gì chúng ta đã ấp ủ thì xin hãy bắt đầu thôi. Bởi vì hôm nay chúng ta đang sống trong những ngày đầu tiên của mùa chay thánh rồi. Xin chúc tất cả quý vị sống mùa chay này thánh thiện, gặp gỡ được Thiên Chúa, sinh những hoa trái thiêng liêng, và hẹn gặp tất cả quý vị trong lần sau nữa. Xin cảm ơn và xin chào anh Dũng cũng như tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi ước mong phần trả lời của Linh Mục Giuse Nguyễn Quốc Văn đã phần nào giúp giải đáp những thắc mắc của quý vị. Và quý vị nếu có những thắc mắc nào, xin đừng ngần ngại gửi thư về Tin Vui Media qua hộp điện thư info@tinvui.media. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau.